những giai điệu ngọt ngào nhất cho đêm nay. Keep the fire low. Sẵn sàng chưa nào em ơi, cùng hát lớn lên nhé. Mỗi ngày trang giấy trắng nhật ký anh yêu sao đây. Những thói quen em mỗi ngày. Hãy hôn đến rất rõ ý chào đi trên đường về. Khi em sẵn say anh ngồi đây. Vì điều anh sợ nhất là không em nói đồng. Quên lắm tay em mơ xuống. Xin chào tất cả các bác, và trước mặt các bác đang là một bộ karaoke trị giá 8 triệu đồng. Và đọc cho ngày hôm nay thì là em đã chốt được 3 bộ như này rồi. Thì các bác đã chuyển khoản và cọc hết cho em. Bộ này thì rất là tuyệt vời, chỉ có 8 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu một đôi loa JBL cổ các bác nhá. Dòng này dòng cổ ngày xưa và được sử dụng gỗ lạng các bác nhá. Gỗ thịt ấy. Gỗ thịt có nghĩa là đây là một tấm gỗ thịt, người ta sẽ chóc ghép vào để thành cái đôi loa như này các bác nhá. Gỗ lạng là một trong những dòng gỗ đắt nhất trên thị trường hiện tại để dùng để làm loa các bác nhá. Loại loa xịn thì nó sẽ dùng gỗ lạng như này. Và chất sơn, chất xi của nó các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, nó rất là khôn và sắc nét các bác nhá. Các cái đường nét thiết kế của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, quá là đẹp luôn. Và đôi loa này em đang để là 4.500.000 đồng. Và cả cái đẩy liền vang này thì là 3.500.000 đồng. Khi các bác mua này là 8 triệu các bác nhá. Nó đã được chứng minh ở ngoài trời cũng như là trong gia đình thì sẽ rất là tuyệt vời rồi, nên các bác cứ yên tâm sử dụng các bác nhé. Cái đẩy liền vang này sẽ có hỗ trợ cả cái lối Bluetooth, được nghe đài FM các thứ, radio đầy đủ hết. Nghe nhạc quá phê luôn. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là một ca khúc vô cùng đặc biệt của DJ Công Nhiêu. Ai thuộc ông Công Nhiêu? Tiếng ngóc thanh thoát của những chú chim vượt qua ngày vui lạ lẽ, sao lòng thấy cô đơn lạ ngày em sẽ xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao dù có mong thấy tóc trắng sáng mai vượt qua cứ ngỡ mong sáng mai tóc lá thương ngày xưa thì ra mình say đến mong mong sáng sao trở về chiều đông đi qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Tuyệt vời các bác ạ. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video clip lần sau các bác nhá. Ở đây này có quá nhiều đặt người đặt mẫu loa này lên, em lên sóng cho các bác để cho các bác còn đang phân vân chưa biết lựa chọn loa nào, thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Thì là loa này nó sẽ chấp hoàn toàn với loa bãi các bác nhá. Loa bãi thì là bên em sẽ hạn chế bán bởi vì là thay côn giã côn rất là nhiều. Ok các bác, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video clip lần sau. Và trong những clip lần sau thì này em sẽ giới thiệu và tất cả các loại loa nó chi tiết và rõ ràng hơn để cho các bác cùng quan tâm. Mong các bác bấm đăng ký kênh và chia sẻ bài với em. Cảm ơn tất cả các bác.